Cười kìa. Không cắn cái đó con, mày cho con bánh nè. Ăn bánh thôi đừng cắn đồ nha con. Mày cuốn nè. Mày đút cho. Tụi con không biết cầm đâu. Tụi con cầm bể hết. Cắn mũi mẹ luôn hả? Mami chờ xíu mày nấu ăn cho con ăn nha.